Hello con, hello Dạ cơ con quan. nghe. Dạ Nghe con chào rõ, bố. đúng rồi, nghe rõ rồi đó, không có lặp lại nữa. Dạ. Cái này cũng có rõ, cái này mày toàn là ác ôn không mà mày đưa tao lên trước, tao đang làm nhiệm vụ cao cả, đang khó khăn đây mà đủ có mày sao kỳ quá. Thì bây giờ cầm cái điện thoại đi xuống bếp luôn. Không ai cấm Rồi đâu. mới vừa xong tay chân còn ướt nhẹt là lật đật chạy lên mày À. nghe, tao lên tao thăm chừng thôi, không biết lý À. do thì thì mày biết cách tao làm nhiệm vụ gì không? Rất ư là phức tạp mà là cũng lâu lắm mà mấy chục năm mà mới làm, hoặc là cũng cả chục năm này tao không nhớ, nhưng mà tao nghĩ tao chưa thì tao mà làm cá mẹ. Làm cá. Rồi bữa nay cắt mang đồ mới là ghê, từ mấy chục năm nay không làm đâu, tự nhiên xong đụng bây giờ bả mua xong rồi liền rồi bắt tao làm rồi, ok làm dụng má tao làm bả gì bả có hỏi đó, tôi bỏ xe bông tôi rửa sạch lắm rồi đồ quá là mày. Rửa xe bông giặt á, rồi quá sạch lắm rồi, rồi xe bông rửa chén á, tôi bỏ rồi tôi giặt vũ rồi sạch sẽ mà bảo đảm không có hôi. Cười thấy bà luôn rồi, ok. Giờ con muốn hỏi cái chuyện gì? Hôm nay con lật lại cái chương trình lịch sử về cái vấn đề ngày trước năm Cái mặt 1900 trạng. trước Dạ năm đúng, bây giờ. 1975 ở Dạ. thành phố bây giờ gọi là thành phố Hồ Chí Minh, ngày xưa là Sài Gòn. Dạ. Họ thường thường họ thiêu dệt vào để mà nói chung là coi như là hòn ngọc Viễn Đông đại khái vậy. Dạ ngồi Vĩnh Đông, đúng rồi, Rồi dạ. ok, để bố trả lời cái điều này chút xíu. Thì trải dài qua cái chiều dài lịch sử của Việt Nam mình thì con phải hiểu cái điều này. Trước đó Việt Nam, miền Nam Việt Nam đầu tiên là nước Việt Nam là thuộc địa của Pháp, rồi sau đó Bác Hồ mới đọc tuyên ngôn độc lập ngày 24 tháng 9 năm 1945, theo tôi đọc sử Dạ. tôi biết vậy. Nhưng mà ở trong miền Nam vẫn còn là của Pháp, của đô hộ. Dạ. Nhưng một cái chế độ bù nhìn của cô Diệm lên, nhưng mà thời đó những quan lại, những người làm việc cho Tây các cái là cũng là dính dáng của thuộc địa của Pháp, nó vẫn còn nằm đó, nó chưa hết, bởi vì hai miền Nam Bắc nó vẫn chưa thống nhất. Thì nói một chút xíu về vấn đề quá khứ chút xíu, thì ngày xưa cũng như ngày hôm qua bố nói với con, hay là khi chúng ta làm thuộc địa cho Pháp bất cứ ở đâu cũng vậy, thì phải bị điều phối bởi sự chia phối của chính phủ Pháp thời bấy giờ. Thì ngày xưa ở trước cái chiến tranh Việt Nam xảy ra thì Pháp chiêu mộ lính, và lính Lê Dương mình nhớ không, ví dụ lính Lê Dương là gì, Dạ, lính là đến là dương. châu Phi, những người da đen, những người mà họ làm phu, giống kiểu mình nói thì ở các nước nhớ không gì đã khăn, chắc là những người giống như là châu Phi, những người Nam Dương, những đó, nói chung là nó gọi nó hỗn, nó sẽ tạm người ta gọi là lính kia, mà ngày xưa mấy ông già bà già gọi là lính mã tà đó, lính mã tà đó, đại khái là tùm Dạ. lum đồ, đồ đó vậy ấy. Thì trước khi người ta đâu có chịu đi, người ta đi một đất nước xa xôi quá, từ Pháp qua Việt Nam họ đâu có chịu đi, hoặc là họ ngần ngại, hoặc là họ có những cái mà họ cảm thấy là họ chùn bước, bởi vì đi tàu biển mà đi mà Dạ. cả hàng mà tháng trời mới qua Việt Nam chứ bộ, thì mà họ không biết đất nước đó là như thế nào, thì họ mới nói một cái điều này là ở nơi đó là một hòn ngọc Viễn Đông, mày muốn cái gì có cái đó hết, đầu gái rồi, nói chung là tất cả nó là thiên đàng Dạ. đỡ chi để mà lôi kéo cái đám phu, một đám còn lính phu, gọi là lính kêu bằng lính Lê Dương đó, của thuộc Lên là địa dương. Pháp, và Nó nói hàng chung hái nó là đi à. đại khái vậy, thì để dụ người đó đi qua Việt Nam. Nhưng thời Dạ. đó người Việt Nam mình, cái đất nước Việt Nam mình nó nghèo chết mẹ luôn, thời đó có cái bị lãnh địa thì làm gì có chó gì đâu mà hòn ngọc với hòn ngọc, đó là cái lời mà chính phủ Pháp chiêu mộ những cái đám lính kêu mà cái đám lính mà châu Phi, những cái đám lính mà những cái sắc tộc mà thuộc địa của Pháp trước đó đã giống tao nói ngày hôm qua đó, có nghĩa là đi qua Việt Nam, trong đó nó gồm những cái đủ thành phần cả, thì đi qua Việt Nam thì họ dùng cái chiêu bài đó để mà họ chiêu mộ. Sau khi đặt đế chế làm thuộc địa của Pháp ở Việt Nam rồi thì họ mới đầu tiên họ xây dựng cơ sở, họ xây dựng cái là họ cất những cái thí dụ thứ nhất là nhà thờ Đức Bà bây giờ là do Pháp cất, rồi Dạ. những cái tòa chánh ngày xưa là bây giờ gọi là ủy ban nhân thành phố phải không, cũng của Dạ. Pháp, là những cái mà gọi bây giờ thì hầu như người Pháp cất, là họ đặt nền móng để mà cai trị ở Việt Nam, mày hiểu tôi nói không? Chính vì Dạ. cái chỗ đó chỉ có một nhúm nhỏ người Pháp, những cái ngôi nhà của Pháp xây thời thời điểm đó là để họ làm cái nền móng để cai trị, Dạ. thế thôi, chế độ rồi. Sau khi chiến tranh của người Mỹ qua Việt Nam, giữa chiến tranh giữa người Bắc miền Bắc và miền Nam, thì
nó cũng xe qua xe lại, bởi vì những cái hạ tầng cơ sở đã người Pháp xây trước rồi. Cho nên vì chỗ đó là người Mỹ, mà chỉ có một nhóm thôi, một nhóm ngay chỗ cái đường là, ví dụ như là Katina nè, rồi đường Tự Do nè, bây giờ gọi là đường gì ta không biết, mà ngày xưa kêu đường Tự Do nè, rồi Lê Thánh Tôn nè, rồi Phạm Ngũ Lão nè, nói chung là những cái chỉ có một quận nhất mà chỉ nhóm ngay chỗ nhã thành phố bây giờ, nhã thành phố cũng có tay, cũng có tay say thôi. Đó, cái gì có tay say thì nó gồm vô cái chỗ đó một cái điểm đó. Thật đó. Thì sau này khi mà chiến tranh Việt Nam với lại Mỹ á, thì cái lực lượng của Mỹ, có tổng hành dinh của Mỹ cũng nằm ở đó. Mỹ tôi nói không? Dinh Gia Long. Dạ. Đó. Dinh Gia Long Mỹ, đúng rồi. Vì cái chỗ đó nó đã được xây dựng sẵn và kiên cố. Dạ đúng rồi, anh Sơn giờ là đồng khởi. Không phải rồi, ok cho là vậy. Ngoài cái chỗ ra hoàn toàn không có một cái gì cả. Dạ. Ngoài một cái nhóm xíu thôi, nhưng mà cái nhóm xíu đó nó không, nó bát nháo chứ nó không phải nghiêm chỉnh. Đồng nghĩa tôi nói thời đó người Mỹ qua Việt Nam chiến tranh thì nó có một cái lực lượng nó gọi là nhu yếu phẩm của người bỏ vào ở trong quân đội Mỹ, thì nó tuồn ra ngoài, mặt hàng nó tuồn ra ngoài, thì trong đó nó có gồm lính Mỹ, thứ nhất là đi ba rồi gái gú rồi thuốc phiện, lính Mỹ nghiền ma túy rất là nhiều, rồi rồi mới tuồn những cái đồ không thuế, đó là nhu yếu phẩm của thời của Mỹ, chẳng hạn mấy cái đồ lon đồ ngọt rồi nói chung vậy, thì ra ngoài thì những người dân đen, tôi nói người dân đen rất là khổ, mà cái thảm cảnh của cái điều đó rất khổ, họ có tiền là một số người, ta không biết, ta nói rồi, là một số người làm ăn và có cái sự quan hệ giữa người lính Mỹ và người đó, nhưng mà không phải dân thường quan hệ, mà chỉ có những người chốt bu, ví dụ như là đại quý thiếu tá cục này cục kia, nói chung là có một bộ máy chính quyền liên hệ, thì mới tuồn những cái đồ đó ra, BS ra, thì họ thu mua những cái đồ đó, bắt đầu mới bán lẻ ra những ngoài hè phố, mà thấy nào nước nho nào ca, nói chung là tất tần tật nào rượu nào, nói chung là cái gì của đồ Mỹ. Mỹ, đồ Mỹ thì nó bán đầy vậy, mình mới có cái chịu là bán chợ trời ngày xưa là vậy, mà nó cái chợ trời lâu lắm rồi, chợ trời dài, mà bây giờ không biết còn không, bây giờ sao giải phóng vẫn còn, mười mấy năm sau vẫn còn là cái chợ trời gần cái nhà thờ, cái đường gì ta, cái đường gì mà bây giờ nó, hồi xưa ta đi lâu lắm rồi, ta đi về thì thấy nó có bán, vẫn còn bán, nó là dạng quân người bán chuyên môn có sữa của Tây, sữa của Mỹ, sữa cái đường gì ta cũng không quên mẹ nó tên, Quỳnh Thúc Kháng hả, hay Tôm Thất Đạm, không không phải tôi đó, là đó là đó sữa, sau này là cái đường gì ta cũng quên, nhà thờ gì ta, nhà thờ gì quên mẹ, nhà thờ tao thật cho rằng vậy đi, à thời ta làm lắm họ đám cưới rồi tao quên mẹ tên là tao gần quận, gần khu vực quận nhất là nhà thờ Quận Sĩ, không nhà thờ gì tao quên rồi, tao kể đi, đó là một cái giải bán vậy trời, bây giờ vẫn còn không biết còn không, chuyên mua bán sữa những cái đồ thức ăn của Mỹ, đồ hộp các cái đó, bây giờ vẫn không biết còn không ấy. Nguyễn Thông hả? Nguyễn Thông hay nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, đúng rồi, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế đó, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, bây giờ là Kỳ Đồng. Đúng rồi, nhà gần ga Hòa Hưng đúng chưa, gần ga xe lửa đúng không, đúng rồi, thì nó có một con đường Nguyễn Thông đó, dạ Nguyễn Thông một, bây giờ chợ trời vẫn còn không biết, tao không biết còn không, nhưng mà chuyên môn bán đồ thức ăn của Mỹ đó, bây giờ còn tao không rành đó, nhưng mà cái điều vậy thì nói cho mày nghe, chỉ có một bộ phận mà có làm ăn dính líu với chính quyền Mỹ thì họ tuồn những cái đồ ăn đó ra, thì ngoài ra thì hầu như tất cả mọi 90% nhân dân đều khổ, là bởi vì trong thời gian chiến tranh, cái người dân ở miền quê họ không làm ăn được, không cấy lúa được, không gieo mạ được, không làm một cái gì cả được, bởi vì lúc đó là chiến tranh nó đang tăng cao, cho nên vì đó mà mày đâu có dám ra mà đường mà ruộng mà cấy mà ruộng, thì là vì những người đó mới kéo bầu đàn thê tử vợ con lên thành phố, bây giờ là thành phố người chưa lên Sài Gòn để mà mưu sinh, nói thẳng là mưu sinh. Thì chính vì cái chỗ đi kéo lên quá đông. Cái số dân ngày xưa ở Việt Nam mà theo người ta nó biết là khoảng chừng 2-3 triệu dân thôi, nhưng mà họ lên nhập cư, không chỉ nhập cư tức là hầu như là không có giấy tờ, mẹ cho lên thì bám vào đất đâu còn nữa, bám vào những cái mé sông, các mé sông, nhà sàn, đúng rồi, nhà sàn dài những con đường, bởi vậy cái sông mà nó ô uế bây giờ là cũng do những cái người mà từ dưới quê lên rất là đông, từ miền Tây lên, từ miền Trung vào, thì nói chung là tất tần tật đều gom vào. Mà biết tại sao gom vào là chỉ có ở Sài Gòn thì mới không có cái chuyện bom đạn. Yeah. Ngoài ra tất cả những cái chuyện khác là máy bay nó bổ
tràn gan đầy hại B52 nó rải đầy lên rồi. Rồi thậm chí chất độc khoa học cũng đầy ra, rồi bắn nhau y xèo chiến tranh. Kể cả vùng 3, tức là vùng 3 ngay cái đại đội, ngay chỗ cái lực lượng của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 của tao ở Lai Khê, Bình Dương, nó gần lắm, Bình Dương và Sài Gòn rất là gần, thấy rõ nào, mà vẫn đánh nhau hàng ngày, thì không có ổn chút nào cả. Thì là vì cái người dân họ buông, họ bị mưu cầu cái sự sống, cho nên họ tập trung vào thành phố. Cho nên vì đó, cái thành phố nó quá tải, thì họ lên đó làm được gì? Bị quê mà, lên con gái có sắc đẹp một chút, thì đi bán ba. Còn những người nào mà không có sắc đẹp mà thường thường thì đi làm những ngành nghề khác đủ thứ đủ loại, ăn xin bán vé số bán báo, mà đa số là bán báo đánh dài nhiều lắm. Thì cái xã hội thời đó rất là kiệt quệ, là bởi vì sao 100% là tiền mà chi phí cho chiến tranh là do thằng Mỹ nó bỏ ra, đúng rồi. Cho nên vì chỗ đó từ gạo nào, từ nói chung là tất tần tật chúng ta đều phải mua của những người ví dụ như Thái Lan rồi Singapore các cái đó. Người dân xài toàn đồ ngoại không, mà họ không hiểu được lý do tại sao xài đồ ngoại, bởi vì đồ Việt Nam đâu có đâu bán, đúng rồi, không ai đâu bán, không ai sản xuất được, đúng rồi. Bởi vậy cho nên người ta cứ ám ảnh đôi đầu ta, má đồ ngoại. Chính bây giờ người ta vẫn trầm tưởng cái điều đó là bởi vì Việt Nam không làm được một cái gì cả, đâu sản xuất được gì. Không đủ nó bắn chết mẹ, đủ má cái là UH1 là cái máy bay trực thăng mà đủ má chở trang á, đủ nó thấy người dưới kia nó bập xuống làm sao làm, không làm được cái gì hết. Thậm chí gạo ăn gạo ngoại mà gạo xé lan, gạo dài, gạo tròn nó mà là ghê. Nhưng mà cái tụi ngu quá nó mới nghĩ là đủ quá. Hồi xưa xài đồ ngoại không mà nó... sướng lắm, sướng lắm, đúng rồi. Nó ngu với mất độ vậy. Thế nên là thôi tao nói thiệt mày giải thích hoài. Mà cái chuyện này tao nói mày nghe, sự sắc tư liệu nó đã xảy ra và tất cả mọi người đều hiểu điều đó. Nó xảy ra nửa thế kỷ rồi, cái cũ rồi, và hầu như tất cả mọi người đều biết. Thời bây giờ là... bây giờ những thành phần gọi là có chút kiến thức luôn vẫn còn mang cái tư duy đó đó. Cái này là con nói là có anh Sơn kiểm chứng nè, là cái tay nào hôm bữa em con có gửi thông tin cho anh Sơn, tức là nó ước ao, nước ao phải chi bây giờ là cái gì đó đó là nó được đó, ăn đó, được đó, ăn bơ sữa anh bồ Mỹ này kia nọ không có biết khổ gì, ghê nó khổ ghê bởi thế ngu mà chứ lên bị bởi cái cái người dân ra đường sống trong một cái thế, trong một cái tâm lý bất ổn. Đó là đàn bà, đàn ông còn ghê hơn nữa, như tao nè. Đi ra dòm kỹ ra đủ, có thằng nào cũng kỹ ra đủ. Bà cũng bị như thường, đủ quá. Cũng bị như thường, đủ quá. Đi đêm có ngày gặp ba, y chang, đủ quá. Đủ quá, bận quần xà lõn à, áo thun ba lỗ, đàn bà hồi xưa đẹp trai, ra ngoài kia đủ tỉnh bơ, đưa 2000 bán con một cái... mới quen nè, hỏi mày đi, thích rồi ok, xong rượu má chưa kịp ăn rượu má nó còng tay lên đem đi, thấy chưa, có nghĩa người thanh niên thời bấy giờ cũng không được, bởi vì chức năng leo thang, và người ta tổng động viên, người mà tao thì trốn quân dịch, cho nên ra bắt là khỏi cãi, rượu má trễ ngày trễ tháng, rồi sao cãi mẹ gì được nữa, mà cũng hên khôn, rượu không có đi chỉ quan, không có đi quân sĩ, trong đầu óc mình nghĩ là đi quân dịch là 2 năm về, mình nghĩ là vậy, nhưng mà đâu có, cứ lương ngủ, rồi mà đi tới bị thương chết luôn, gần chết luôn. Đó là ý tôi muốn nói với điều rằng người ta sai lầm, và người ta cứ nghĩ ngày xưa bởi vì nó ám ảnh giống như khi nãy các bác bố nói gì con, có nghĩa là họ ăn bơ sữa ăn sữa đồ Mỹ nhiều quá, và họ cứ nghĩ rằng thời xưa đó vậy, nhưng mà không hiểu được là người ta không hiểu được là lý do tại sao cái thời Việt Nam nó vậy, bởi vì người Việt Nam không làm được một cái gì, không nên rồi không sản xuất được gì, không sản ăn đồ diện trả không gì cả, rồi bởi vì đâu dám ra đường đâu ăn, mà thấy rõ ràng người dân ở đùng lũ lượt tất cả mọi miền, cái chỗ nào mà yên ổn không có tiếng súng là họ vào, bởi vì ta sẽ chết, nó thẳng là vậy, đúng không? Nên vì chỗ đó đừng có hỏi, bởi vậy cái gì mà ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ thì thật mà nó còn chưa gơ gớm hơn hồi xưa còn đông nghẹt luôn, bởi vì tất cả mọi miền đất nước từ Quy Nhơn, Bình Định, miền Trung, Quảng Ngãi, miền Tây, Long Xuyên, Châu, nói chung là hát mười mấy tỉnh thành đều dồn vô hết, thành ra nó đen nghẹt, thậm chí sông mà còn chứa không nổi được nữa, sông mà đúng rồi, sông mà còn dài, biết không? Bởi vì cái kinh nước đen, cái kinh ở dưới kinh gì ta, cái kinh nước đen, kinh tàu hủ rồi bắt cả các kinh bệnh nghẹt đâu, đúng rồi, nó nghẹt nó dơ là cũng do cái thảm trạng của người dân bình thời đó tới bây giờ, đúng rồi, ăn tiêu tiểu tiện rác tất
cả dồn xuống sông hết. Đúng rồi. Cái đó là cái bất tử luôn, bất tử luôn. Sông. Đó là cái điều mà Mú nói. Còn chuyện sắp xử đã rành rành rồi. Những bức hình ngập lụt của cái thế của thành phố bây giờ, ngày xưa cách đây 1950 mấy đã có luôn rồi, bởi vì tao đã từng nói mày rồi đó, tao có những bức hình tư liệu tôi đưa ra đó, nó nhập hơn hồi xưa chạy Velosilex. Chỉ có cái xe Velosilex còn ráng nước, tại cái xe Velosilex là cái máy nằm đầu, máy đà, nằm trên, cục máy nằm trên, tất cả những cái máy xe hết là đủ không đi được, phải không? À, chết máy. Tao rồi bao trời xe Goben thì xe máy sạc rồi xe Jumi rồi Suzuki, chúng ta không có xe nào chạy được chứ. Tụ máy này gặp đục mà nếu có những con đường như ở khu phố của tao vậy, cứ rầm mà là bắt đầu nước nó dâng lên dài. Tao nói kể rồi đó, đồ tắm mưa ở trường bò với sình mưa, lý do tại nước nó lên. Chỉ có ông thay nói lại thì cái thành phố ngày xưa ở Sài Gòn nó chẳng có đẹp đẽ cái gì đâu. Nói vậy đã xử xác, đã phim tư liệu, tất cả những cái bằng chứng xác thực đã đưa ra rồi, kể cả văn hóa học hành cũng vậy nữa. Nó chẳng là ngày xưa thời đó cái người mù chữ rất là nhiều. Có nghĩa là ở dưới quê lên là không biết chữ. Đúng rồi. Không biết chữ thì làm đâu có làm con mẹ gì được. Con nước đi bán ba, không bán ba thì làm gái, không bán gái thì làm bán báo rồi đánh dài. Nói chung tất tần tật ngành nghề, nghĩa là cái gì ta sống được mà sống. Và tại sao người ta không ở dưới quê là bởi vì dưới quê không gặt, không cày, không cấy, không trồng được một cái gì cả mà đã chết quang nữa. Nó đi nó bỏ bơm chết quang nữa. Tất cả mọi người đều lũ lượt lên nơi nào mà cảm thấy vắng tiếng súng. Mà thường thường ở trong Việt Nam ở thành phố cũng đâu có yên đâu. Nào sợ bị bắt quân dịch, nói chung là tất tần tật. Đó là một cái xã hội hỗn tạp. Đúng rồi. Tệ nạn đầy nhỉ? Tệ nạn đầy dậy, đồ khủng khiếp lắm. Tao nói mày rồi mà. Nó gọi ngày xưa kêu bằng động là động gái, động đĩ. Hầu như là mỗi phường, mỗi xã đều có luôn. Nó có những cái địa danh mà bây giờ còn nhắc lại, còn thấy như cây da xà, ngã ba chú ý, rồi bãi sớm cháy nè, rồi bà ta, cô bà ta. Nói chung tất tần tật khủng khiếp nhiều lắm. Nói vậy thôi, tao chỉ cần nói vậy thôi hiểu rồi, đừng có kể lể làm chi nữa. Và cái thời đó, cái xã hội đó nó đã qua rồi, rất như là một cái ký ức chiến tranh mà thảm hại, là cái sự đau thương của đất nước mà nó đã qua rồi, nó chấm dứt rồi. Vì ra ngay bây giờ chúng ta mới hiểu được hạnh phúc, cái chân giá trị của hạnh phúc. Ở đây ai cũng biết cả, những người lớn tuổi ai cũng biết chứ. Nhưng có điều người ta không có tiếng nói, hoặc là người ta chỉ người dân thường, người ta làm ra không bán. Chỉ có mình tao từ xưa giờ lên chơi tụi bay rồi không bắt đầu lên mạng cho. Ví dụ như tao, anh Phượng và những người lớn tuổi thì họ biết những cái điều đó họ. Dạ đúng rồi. Đó nè. Chứ ngoài ra cái đám mà tao nói mày rồi, từ lâu tao nói là 50 tuổi trở lại là không được quyền lên tiếng, là mới tôi có biết con mẹ gì đâu ở trên trước 75. Đúng rồi. Đúng không? Bà đúng rồi, đúng rồi. Đủ bể tao 50 tuổi mà tao không biết hả? Trời ơi, đủ mà hồi xưa hút xì gà với uống bia rồi không ngon lắm. Tao ao ước bây giờ trở về chỗ đó hồi cũ. Cái đồ mấy nghe nói là tức cười. Đồ quá, mệt quá rồi, tao khổ quá. Nói chung là cái đó là một cái nỗi ô nhục. Đúng. Chứ không phải vinh dự con mẹ gì đâu, đừng có tào lao. Bởi vậy ai khoan, tao xuống chút xíu đi, hồi tao rồi kêu Xuân lên, hồi tao lên lại. Tao đang kho cá, khổ quá, hồi nói chuyện mày. Trời ơi trời, cứ canh cái giờ lên live là ông đi kho cá là sao trời, ông mang cái đồ lên ông kho đi. Lên live là lên live, cái nhiệm vụ vậy. Bãi ra rồi phải. Khoan giờ hỏi chi tiết nè, cây xuống nè. Rồi. Bố có nghe tới chi tiết mà xưa lính Mỹ xài gọi là tín phiếu, còn gọi là đô la đỏ không? Có chứ. Đó, bố nói sơ qua cái gì đó. Cái đồng đô la đỏ là cái đồng đô la, là thằng theo tôi hiểu là thằng Mỹ nó không muốn cái đồng tiền nó mất giá trên thị trường quốc tế. Khi cái đất nước nào mà nó tạo ra chiến tranh mà có quân đội Mỹ đó thì nó dùng cái tiền đó để nó không bị lạm phát. Mỹ nó phải không? Thì nó gọi là đô la đỏ và đô la xanh. Đô la xanh thì giá trị hơn và đô la đỏ nó dùng cho chiến phí, nó dùng cho những cái nơi nào mà nó đi gây chiến tranh mà chỉ dùng trong nội bộ, có nghĩa là lính Mỹ dùng thôi chứ không có dùng dân chúng. À đúng rồi. Tín phiếu đó, nó gọi tín phiếu á. Đấy. Tín phiếu về cho dành riêng cho lính Mỹ. Đúng rồi, với lính Mỹ thì Việt Nam mà xài rất nhiều lắm. Hồi xưa bà già tao chuyên buôn đổ đó, tao biết mà, được quá. Tao rành lắm mà được. Bà già tao buôn bán đồ Mỹ là gì? Buôn bán là mua lại những cái thằng cha đầu nậu đó, có nghĩa là những người nào mà ở trong cái tổ chức mà cứ quen biết với cái đám đó.
bắt đầu mới boy cái hàng ngoài của BS ra, cái là hàng miễn thuế của quân đội Mỹ ra, thì móc xích đúng không, nói... gọi là móc xích đúng không, rồi đó gọi là móc xích, là hối, móc xích hối lộ rồi cái vụ tham nhũng đi cho đại khái gì, thì bắt đầu mới đêm về mẫu mẫu ta nhớ má tao chiều hỏi bữa nay anh gì ông thiếu tá gì ông đi ra bên viện cao thiếu tá về về có hàng không mấy đứa chàng mấy đứa tao chạy đi rồi ông về rồi má hàng qua đấy đi rồi cười chết mẹ luôn, tiếng là bà già tao đi bán lẻ, nào bán ra coca, nào bán thuốc lá, nào bán đồ hồi tao nhỏ mà tôi bị đó bán thuốc lá này kia cái rồi xong rồi nói như vậy để mày hiểu là ở cái sự cái mắt xích đó là gì, nó tố cáo cho một cái quân đội rồi cả xã hội đều có một sự gọi là tham nhũng rất là trầm trọng, tham nhũng từ trong tới ngoài, mày hiểu không? Mình không cần phải giải thích nữa, cái điều đó sự sắc đã nói hết rồi và phim tư liệu cũng đã dẫn chứng rồi, chắc bàn cãi chối cãi gì nữa. Còn cái chuyện mà ông Viễn Đông tao nói về rồi đó, đó là một sự lừa gạt của thằng chính phủ Pháp, nó lừa gạt những cái thằng lính thợ, lính phụ, lính chiêu hồi, lính chiêu hồi có nghĩa là tao nếu tao không ta tụng cái chỗ đó mày đến thì đủ mày xem mày đâu có chịu đi, đúng rồi, mày qua bên đó đi, đù hòn ngọc đấy, gái nó đẹp lắm, đù má qua bên đây thấy mấy toàn mấy bà già nhuộm răng không đủ quá đúng không? Ok, xuống chút là đủ, họ nó khác bây giờ, cười gì, bị sướng